Chào các em, sau đây thì cô sẽ cùng các em giải bài C8 trang 10, sách giáo khoa vật lý lớp 6. Nội dung: trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả đo? Hình 2.2. Đây chính là hình 2.2. Chúng ta thấy là hình 2.2 cũng có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, trường hợp A là chúng ta đặt mắt nhìn theo cái hướng xiên sang phải. Đây chính là hướng xiên sang phải. Trường hợp B thì chúng ta đặt mắt theo hướng xiên sang trái. Và trường hợp C thì chúng ta đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh của thước tại đầu của vật. Rồi, như vậy với 3 trường hợp A, B và C, chúng ta thấy ngay được chỉ có trường hợp C là khi mà chúng ta đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh của thước tại đầu còn lại của vật, thì khi đó chúng ta mới gióng thẳng được vị trí chiều dài đầu còn lại của vật xuống dưới thước. Và chúng ta mới có thể đọc được chính xác kết quả đo chiều dài của bút chì. Do đó thì các em có thể ghi lại câu trả lời. Còn đối với trường hợp mà A là đặt mắt theo hướng nhìn xiên sang phải, thì các em có thể thấy là khi đó thì cái chiều dài mà chúng ta đo được sẽ có cái giá trị lớn hơn với cái chiều dài thực tế của bút. Còn ngược lại, khi mà chúng ta nhìn mắt theo hướng xiên sang trái như này thì giá trị mà chúng ta đo được ở trên thước sẽ nhỏ hơn cái chiều dài thực tế của bút. Vậy chỉ có trường hợp C là chiều dài mà chúng ta đo được chính xác là chiều dài của bút chì. Chúng ta ghi lại câu trả lời là trong hình 22.2 thì trường hợp C vẽ vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả đo. Chiều dài của bút chì. Cụ thể là ở đây chúng ta phải đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật. Thì khi đó chúng ta mới có thể đọc chính xác được kết quả đo.